Ngày 28 tháng 11, Việt Nam chính thức công bố quả bưởi da xanh đã có lô hàng đầu tiên được xuất sang thị trường Mỹ. Theo đó, Bến Tre là địa phương xuất khẩu lô bưởi đầu tiên của Việt Nam sang thị trường Mỹ. Tỉnh này được cấp 11 mã số với diện tích 156,76 ha, sản lượng 3.135 tấn mỗi năm. Bến Tre cũng đã thành lập 32 tổ hợp tác và 9 hợp tác xã trồng bưởi da xanh với tổng diện tích là 542,65 ha. Bưởi da xanh là loại trái cây thứ 7 của Việt Nam được phép nhập khẩu vào Mỹ sau các loại xoài, nhãn, vải, thanh long, chôm chôm và vú sữa. Hiện nước ta có 105.400 ha trồng bưởi, sản lượng gần 905.000 tấn với các giống bưởi đa dạng đặc trưng cho từng vùng miền. Riêng tại đồng bằng sông Cửu Long có khoảng 32.000 ha với sản lượng khoảng 369.000 tấn.